chào các bạn. Ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho những bạn nào mới tập tành trang điểm một cái make up look như hiện giờ các bạn đang thấy, là các bạn có thể đi ăn được tối nè, và các bạn có thể đi chơi ban ngày, dạo phố với bạn bè, hoặc là vào buổi hẹn hò đầu tiên. Có rất là nhiều mục đích với cái make up look hiện giờ như thế này, thì nó không quá là nổi bật nhưng nó cũng đủ để tôn lên cái vẻ đẹp của các bạn. Thì đặc biệt dành cái clip này cho những bạn mới tập tành bắt đầu trang điểm, các bước đắn nền như thế nào, cũng giống như là đánh mắt và cách gắn lông mi giả, cách kẻ eyeliner, cách kẻ chân mày, tạo khối sống mũi cao, và giống như là hoàn thiện cái khuôn mặt của mình. Thì mong rằng sau khi xem clip này thì các bạn sẽ tìm được cho mình cách trang điểm phù hợp. Và sau clip thì nếu như bạn nào thành công thì cũng không quên comment cho mình biết ở dưới. Và nếu như các bạn có một số góp ý cũng giống như là thắc mắc, thì các bạn có thể viết câu hỏi phía dưới và mình sẽ trả lời những cái comment của các bạn. Các bạn sẵn sàng chưa? Mình sẽ bắt đầu luôn nha. Rồi, để bước đầu tiên trước khi chúng ta trang điểm thì mình sẽ tẩy trang. Thì các bạn sẽ tẩy trang nước tẩy trang của Nivea, mình đã làm bước này rồi. Rồi, bước tiếp theo là mình sẽ sử dụng kem gloss. Có một số bạn thì không sử dụng kem gloss mà đánh kem nền luôn, thì điều này sẽ khiến cho cái lỗ chân lông của mình không được bít hết, và khi mà đánh kem nền thì mình sẽ thấy được một số cái vết nó chưa có được bít hẳn. Thì cái kem gloss này sẽ giữ cho cái lớp nền của mình được lâu hơn và được mịn hơn. Thì mình sẽ đang sử dụng cái sản phẩm Baby Skin của Maybelline, thì các bạn có thể dễ dàng tìm mua ở các siêu thị cũng như là các cửa hàng mỹ phẩm á. Rồi mình sẽ chấm 5 điểm trên khuôn mặt của mình. Mình chấm ra đầu ngón tay như thế này ha, và mình chấm 5 điểm trên khuôn mặt. Vì đều gọi là kem gloss cho nên là rất là mỏng nhẹ thôi, các bạn không lấy quá nhiều thì sẽ khiến cho cái lớp gloss của mình nó quá dày, nó sẽ ảnh hưởng đến phần đánh nền của mình ha. Rồi một hai bên má, trán là một hai bên má, dưới cằm và mũi. Rồi sau khi mình đã chấm đều 5 điểm thì lúc đó mình sẽ tán đều ra. Các bạn thấy da của mình hiện giờ đang rất là nhiều lỗ chân lông ha, ngay dưới vùng mắt và dưới cằm của mình, cũng giống như là cái khóe mũi. Các bạn sẽ thoa đều. Ngày hôm nay mình sẽ sử dụng kem nền, mình cũng sẽ chấm 5 điểm trên khuôn mặt. Chấm đều. Thì lát nữa mình sẽ dùng bông mút để mình tán ra ha. Chấm nhỏ li ti như thế này, các bạn lát nữa mình đánh ra thì nó sẽ đều. Ngoài siêu thị các bạn có thể tìm mua những cái bông mút nhỏ này trong những cái bịch như thế này. Và cái dạng này thì có thể sử dụng từ 1 tới 2 lần thì mình có thể vứt luôn, cho nên là rất là tiện lợi cho những bạn nào có thể bỏ túi xách tay. Và bây giờ mình sẽ tán đều ra. Rồi sau khi mà mình đã đánh nền xong thì mình sẽ sử dụng kem che khuyết điểm của Essence. Thì đây là dòng sản phẩm của Hàn Quốc mà mình cảm thấy là cũng khá vừa che khuyết điểm được mà có thể vừa highlight được, là SPF 25 cộng cộng ha. Rồi mình sẽ đổ một chút xíu ra tay, rồi sau đó mình sẽ chấm vào những cái chỗ khuyết điểm trên gương mặt. Ví dụ như mình sẽ chấm dưới vùng thắt mắt một lần nữa. Nào các bạn thấy cái da của mình nó không được đẹp thì mình cứ chấm lên nó ha. Rồi sau đó thì mình sẽ sử dụng bông mút để mình tán ra. Thì bông mút mình sử dụng đầu bên này, mình sẽ sử dụng đầu bên này ha. Mình sẽ không chơi ra mà mình sẽ dặm. Và cái lớp kem che khuyết điểm này sẽ hòa vào cái lớp kem nền, nó sẽ làm cho cái phần của mình che đi.
rồi sau khi mình đã đánh đều cái phần lớp che khuất điểm, thì các bạn sẽ sử dụng cái bề mặt sạch để mình dặm lại những cái phần kem còn dư trên khuôn mặt, sẽ làm cho cái lớp mềm của mình nó mịn hơn. Số bạn thì ra ngoài thì nếu mà các bạn không sử dụng khẩu trang, vì thường trang điểm thì mình sẽ không sử dụng khẩu trang, nó sẽ làm rằng ri lên cái khuôn mặt của mình, sẽ viên điểm thì nó không có đẹp, thì mình sẽ sử dụng một lớp phấn phủ. Thì lớp phấn phủ này nó sẽ làm cho bụi bớt bám vào khuôn mặt của mình và sẽ chống mụn, và cũng như là cái lớp nền của mình nó mịn hơn. Thì mình đang sử dụng cái loại phấn phủ của The Face Shop. Rất là quan trọng, mình đánh nền thật là kỹ thì những cái bước sau đó mình sẽ làm rất là nhanh. Còn nếu như bạn nào lớp nền mà đánh sơ sài hoặc là đánh vội, đánh không kỹ, thì lát nữa các bạn sẽ cảm thấy sao da mình nó bong tróc hoặc là nó bị mốc, hoặc là khi các bạn đánh phấn mắt, đánh má hồng lên thì nó sẽ không lên mặt nữa. Hơn. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành kẻ một phần chân mày phía bên này cho các bạn xem trước ha. Đầu tiên là mình sẽ vặn lên vừa đủ ha, không vặn quá nhiều. Rồi, để cho cái phần lớp nền của mình không bị dính thì các bạn có thể lấy cái phần bông mút mình kẹp vào hai ngón tay cuối, hai ngón tay áp, phần ngón út mình để lên. Thì lúc đó cái tay của mình sẽ không bị tì vào cái má và sẽ không có ảnh hưởng cái lớp nền của mình ha. Rồi các bạn sẽ theo khuôn chân mày, mình sẽ kẻ form trước, rồi sau đó mình sẽ tô phần ở trong ha. Và đây là phần đỉnh chân mày, thì từ đỉnh các bạn sẽ lại xuống phía đuôi. Trước tiên mình sẽ làm cho cái đuôi của mình đậm. Rồi, các bạn thấy đuôi của mình chưa? Đậm hơn. Rồi, sau khi mình ra cái form rồi thì bây giờ mình sẽ tô lên trên. Nhưng các bạn nhớ là tô 2/3 thôi nhé, không tô đến đầu chân mày nhé. Càng lên trên tay của mình sẽ nhẹ dần. Thôi, phần đầu này mình chừa lại lát nữa mình sẽ chuốt, mình làm tương tự với chân mày bên này. Rồi bây giờ bước tiếp theo của mình là phần mắt ha. Thì phần đánh mắt của mình hôm nay mình sẽ đi tông màu hồng nhạt ha. Hồng nhạt thì đầu tiên các bạn sẽ đánh cho mình cái màu phần trung tính trước, trung tính. Thì mình có cái ba cái phần khối vuông kiêu của The Face Shop. Thì đầu tiên đây là phần tông da và tím đậm, phần tông cam và phần nâu, và đây là phần phấn nhũ. Thì lát nữa mình sẽ sử dụng phần này đánh cái bầu mắt, sử dụng cái màu này để mình đánh hết cái phần bầu mắt nha các bạn.
như thế này, thì đây là phần hốc mắt, mình sẽ nắm rõ cái đường hốc mắt nha. Rồi các bạn thấy là cái mắt của mình hiện giờ là sau khi mình nhắm nhủ lên rất là đẹp màu ha. Đặc biệt là các bạn lên đi tuyệt tối thì mình có thể sử dụng một chút xíu kim tuyến lên. Rồi mình sẽ lấy một chút xíu màu tím để mình đánh cái phần đuôi, nhấn cái phần đuôi màu tím này ha các bạn ha, nhấn cái phần đuôi để cho mắt mình nó trông sâu hơn, to hơn. Đây mình cắm một chút xíu đuôi mắt. Điều lên trên giống như là các bạn tưởng tượng mình sẽ dùng chiếc V ở phần dưới đó, mình sẽ cho một chút xíu ở cái phần dưới đó và mình điều lên trên. Các bạn thấy phần dưới mình lớn sau khi nhấn vào bên này, mình không nhấn các bạn thấy đôi mắt, cái mắt bên phía bên phải của mình, phía bên trái của mình của các bạn thì trông nó to hơn và nó sâu hơn là phía bên tay phải là hình của các bạn ha. Và mình sẽ tương tự mình làm cái bên này. Rồi thấy cái mắt mình sâu hơn rất là nhiều ha. Rồi sau khi mà mình đã đánh cái mắt xong, rồi mình sẽ sử dụng cái lớp nhựa trắng. Đây là một cái hộp nhựa màu bạc ánh kim cương, tức là nó sẽ có nhũ kim tuyến. Các bạn sẽ đổ ra đầu ngón tay một chút xíu để mình chấm cho cái khóe mắt của mình. Tác dụng sẽ làm cho mắt của các bạn long lanh hơn và có điểm nhấn trên phần đầu mắt. Và tương tự mình sẽ làm cái bên kia. Chúng tôi sẽ làm để mình vẽ cái viền xương cho mình theo sát xương cho mình. Sau đó các bạn nhớ là cái xương chân mày sẽ chấm một chút xíu để nhấn cái đầu mắt. Thì ra cái đầu mắt này được rõ hơn. Và các bạn thấy hai cái đầu mắt của mình rất là đẹp hiện giờ, là vừa có nhũ màu vừa có tinh tuyến. Rồi bây giờ mình sẽ đến bước tiếp theo là vẽ eyeliner. Kẻ eyeliner thì mình đang sử dụng cái cọ kẻ eyeliner của The Face Shop. Thì cái đầu của nó rất là mảnh, 0.5mm. Các bạn có thể dễ dàng sử dụng cái cọ này để kẻ cái viền mắt rất là đẹp. Rồi thì mình sẽ từ cái đuôi, mình sẽ theo cái đường giống mắt các bạn kẻ xếp lên. Rồi sau đó mình sẽ nối từ cái đuôi kẻ lên, các bạn nối xuống phần đuôi mắt như thế này. Rồi đây là xong phần đuôi mắt của mình. Các bạn thấy cái đuôi nó sẽ thanh mảnh dần phía lên, phía trên. Và còn cái đuôi mắt mình sẽ lài xuống từ từ. Thì các bạn thấy mắt bên này chưa kẽ nè, và mắt bên này kẽ rồi thì khác nhau. Mắt bên này to và sâu hơn bên này ha. Rồi tương tự mình sẽ làm tương tự phía bên này ha. Rồi sau khi mình kẽ xong phần eyeliner thì các bạn thấy mắt của mình to hơn rất là nhiều đúng không? Rồi tiếp theo thì bây giờ mình sẽ gắn lông mi giả, sử dụng tập lông mi Natural Long Lasting Hair Make 100%. Đây là lông mi giả mình đã sử dụng lần này lần thứ 3. Thì một cặp lông mi này các bạn khi mà một số bạn không biết sử dụng một lần thì vứt luôn để rất là lãng phí ha. Một cặp lông mi giả này nếu như không có gì thương tổn mình nhiều thì các bạn có thể sử dụng 2, 3, thậm chí là 4 lần nếu như các bạn hiểu kỹ.
không việc gì mà phải vứt hết. Rồi, thì cái phần lông mi này mình đã sử dụng được đến lần thứ 3 thì nó đã có cái cục cong rồi, và mascara rất nhiều lần rồi nha. Và các bạn chỉ việc keo vào. Đây là cái chai keo này, là các bạn mua chai keo giống lông mi giả, là mua chai keo trong suốt thì mình. Trên phía cái eyeliner mình dùng nó kẹt trước phía giữa, bạn thấy gắn cái dính liền, tức là kẹt đã hơi khô khô thì sẽ gắn hơn đúng không? Rồi bây giờ mình gắn lên cái đầu này. Eyeliner trước sẽ được giúp định hình là các bạn gắn mi giả ở đâu. Rồi bây giờ đến cuối, đến phần cuối nha. Rồi sau khi các bạn gắn xong thì mình sẽ lấy cái phần đuôi nhíp, các bạn sẽ dặn dặn để cho nó ăn cái keo vào trong cái mắt của mình. Các bạn thấy một bên này là chưa gắn mi này, còn một bên này là gắn mi rồi. Để hai mắt như thế nào thấy chỗ khác biệt rất là rõ ràng đúng không các bạn? Và tương tự với làm mặt còn lại nhé. Ta đang xong. Sau khi mình đã gắn mi giả hai phía mắt của mình thì mình đợi trong giây lát để cho cái phần keo nó dính chặt vào hai mắt của mình. Mình khoan trả mascara cũng như là bóng bi, điều này nó sẽ làm cho cái phần keo nó chưa chắc, nó sẽ bung ra. Các bạn sẽ phải tốn chút xíu cho đánh giá lại để rất là mất thời gian. Trong quá trình mình đợi cho mi giả gắn vào trong mắt thì mình tạo sóng mũi như thế nào? Rồi bước tiếp theo của mình là mình sẽ tạo sóng mũi nha. Các bạn sẽ sử dụng một cái cọ đầu xéo và phần phấn tạo khối sẽ lên cái này rất là dễ để mình tán, và cái phần phấn tạo khối thì nó sẽ có 3 màu là màu đen, màu nâu và màu trắng. Rồi các bạn thấy mình vẽ một bên và kéo lại xuống cái đỉnh mũi, rồi sau đó các bạn sẽ tán xuống. Mình đang tạo hiệu ứng đánh khối và giúp cho mũi mình thẳng gọn hơn. Và tương tự mình sẽ làm đến đường phía bên này. Các bạn nhớ kẻ thẳng tay, vì nếu các bạn kẻ méo thì cái đường cái mũi của mình sẽ méo nha, thì nó không đẹp. Theo là mình sẽ dựa vào cái đường mà mình vừa kẻ, mình tán đều ra phía hai bên cánh mũi như thế này. Và phần phía trên này thì mình sẽ kéo lên phần chân mày, các bạn sẽ kéo lên phần chân mày. Rồi mình sẽ làm tương tự cái bên còn lại. Rồi khóe mũi các bạn cũng tán vào, thì nó sẽ làm cho mũi mình thon gọn hơn rất là nhiều. Rồi có một cái kiếp là mình sẽ đánh cái phần nhân trung của mình để cho giúp cho cái mũi của mình mỏng hơn, cũng giống như là phần nhân trung nó sâu hơn. Các bạn sẽ vẽ một đường. Hiệu ứng thôi đúng không nào? Rồi mình sẽ viền một chút xíu phấn tạo khối ở dưới môi, sẽ làm cho môi mình khi mà đánh son nó sẽ căng mọng hơn. Các bạn thấy môi mình có cái chiều sâu hơn, mọng hơn rất là nhiều đúng không? Rồi tiếp theo thì mình sẽ tạo phấn sáng đây, và mình chấm một chút xíu phấn tạo khối sáng. Và mình sẽ tạo khối cái phần sống mũi nha. Các bạn sẽ đánh đều cái phần sống mũi đấy, và đặc biệt là cái phần đỉnh mũi này.
là những vùng mà dễ bắt sáng. Thì khi mà các bạn chụp ảnh này, nó sẽ lên rất là đẹp. Thì nãy giờ các bạn thấy mình trang điểm xong mà không có son thì như thế nào?
thì mặt vẫn rất là trắng mịn và nó không có màu quyện gì hết, đúng không? Để sử dụng mình sử dụng các cây son matte touch của The Face Shop thì như là có màu số RD01, đây là Red Enough. Rồi thì đây là dòng son lì khi mà nó có dưỡng nhẹ, rất là chắc. Rất là đẹp. Rồi xong rồi, bây giờ các bạn phải tự tin. Chúc các bạn thành công.